Đây giờ tới lượt mấy em thỏ nè. Ý, tới lượt tụi bay nè. Ếch nè, phải lắm. Mày ngon mày không ăn đi. Thử thử nữa chứ. Đây là thỏ Himalaya nha mọi người. Giới thiệu với mọi người bạn nào chưa biết, đây là dòng thỏ Himalaya. Đó. Bà nhỏ hơn là nhỏ. Đấy này bé trưởng thành rồi mọi người. Đây đang có bầu ấy. Đóng lại chứ không là mày leo trèo dữ lắm. Tới lượt con hả? Đây. Cưng chưa? Nè, đi vô chuồng em, vô chuồng ba cho nè, vô đây. Nè, vô đây. À, ngoài thỏ của bên Phương á thì ngoài ớt chuông ra Phương không cho ăn cái gì khác mọi người ạ. À. Đồ tươi Phương không có cho ăn cái gì khác đâu nha. Lô tai đã không mọi người. Đã lắm, lên mũi rồi nè, đưa cái mặt của ba coi coi. Từ từ ăn. Quá trời làm nhai ăn mất phần của nó. Tham ăn tham uống dữ trời. À, đồ tươi. Các mọi người không không nên cho thỏ ăn đồ tươi nhiều nha mọi người. Không có tốt đâu nha. Cho miếng ớt đỏ thôi. Cho con nè, không uống nước nữa. Ấy, biết là uống vitamin rồi. Nhưng mà ăn ớt đi. Ăn đi mà. Nè cái mặt ăn ghét rồi. Ăn một cái. Rồi, cho đứa khác nha. Phương bữa nay làm một khu hima riêng rồi mọi người ạ. À. Đây, cái con này mới vừa nửa cái lỗ mũi ra hà. Mà đen vậy rồi đó. Đã ghê ha. Chết mi luôn á. Mới mấy đứa nè của chú ạ. À. Nè ăn không nè, ăn ớt không nè. Hồi nãy bỏ ra, anh không bỏ rồi nè. Ui con này sao nó đen nhanh dữ vậy. Nó được đông. Nó sinh ngày 25 tháng 6 của chú ạ. À. Mà bữa nay nó đen vậy rồi đó. Ôi trời đất ơi. Tới công chuyện nữa đây. Hết bọ đen rồi, tao vừa tới thỏ đen. Hết bọ vừa đẻ ra cái đen lỗ mũi, vừa tới thỏ vừa đẻ ra là đen rồi. Chà chà mát tay thế chứ lại. Mẹ ơi. Mẹ. Mẹ ơi. Giận cái gì vậy? Ăn nè. Ai làm gì đâu giận. Thôi ơi. Nó là cái máy bào đó cô chú ạ. À. Cái máy bào công nghiệp đó. Một mình nó hai quả chứ không phải là một nửa quả là nó ăn đủ đâu. Mà bữa nay tự nhiên nó giận cái gì mà nó chui đầu vô đó không biết nữa. Để quay em bé này cho cô chú coi nè. Ui đã gì đâu á. Nhìn cô chú. Ui trời trời trời. Mới vừa mở mũi ra mà đã đen vậy rồi nè. Ui chó dữ à. Ui bà tay chân bà đen nè. Đen hết cả người luôn nè. Ui trời trời. Đã không. Mê luôn á. Để ở ngoài nó hơi tối nhưng cô chú không thấy rõ nha. Để trong này nè, đen thấy đen muôn luôn ấy. Ở ngoài còn thấy đen hơn trong video luôn ấy cô chú ạ. À. Em này có đen không? Em này cũng đen, đen nhưng mà đen ít lắm. Chứ không có đen nhiều ấy. Cái mỏ này đỏ lè gì nè. Rồi, cảm ơn cô chú đã xem video của con nha. Nhớ follow kênh cho tụi con nha cô chú ơi. Đó, chụp tấm hình nè. Quay cái mặt qua đây nè. Đồ bú tim mẹ.